Màn hình ZTEC tích hợp camera 360, camera chống nước phù hợp với mọi loại thời tiết và nhiều tính năng hữu ích giúp bạn quan sát và hỗ trợ quá trình lái xe an toàn hơn. Tất cả đều được thực hiện chỉ với một câu lệnh. Mở camera. Đang mở camera. Mở camera trái. Đang mở camera. Mở camera phải. Đang mở camera. Ngoài ra, với camera 360 của ZTEC, bạn còn có thể ghi lại hành trình di chuyển theo thời gian, hiển thị hình ảnh 2D và 3D, hiển thị góc đánh lái theo chiều xoay vô lăng. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể cài đặt hệ thống tự động mở camera với tốc độ tùy chỉnh. Ở đây, ví dụ khi mà bạn đi dưới tốc độ 20 km/h thì màn hình tự động chuyển đến camera. Còn khi mà bạn đi lớn hơn 20 km/h thì màn hình sẽ tắt camera 360. Ngoài ra thì khi mà bạn đi với tốc độ cao, ví dụ khi đi trên cao tốc mà bạn bật xi nhan thì lúc đó camera sau sẽ tự động hiển thị trên màn hình giúp bạn lái xe được an toàn hơn.